Vân Anh xin kính chào khán giả của VNTV. Thưa quý vị, VNTV đang có mặt tại buổi lễ mãn khóa 2009 do Hội Việt ảnh nghệ thuật tại vùng Orange County tổ chức. Thưa quý vị, Hội Việt ảnh nghệ thuật hàng năm có hai khóa để đào tạo những nhà nhiếp ảnh gia, để từ những người có một hiểu biết rất là khiêm nhường về máy ảnh trở thành những người có một số vốn căn bản về kiến thức máy digital để có sự tự tin hơn khi cầm máy. Và ngày hôm nay cũng là buổi ra mắt tuyển tập Hội Việt ảnh 2010, cũng là buổi khai mạc buổi triển lãm ảnh nghệ thuật rất là phong phú, rất là vui nhộn ngày hôm nay. Và sau đây xin mời quý vị cùng với VNTV tham gia buổi lễ mãn khóa rất là thú vị này. Thưa quý vị, khi nói đến Hội Việt ảnh nghệ thuật thì chúng ta không thể không nhắc tới vị sáng lập đã ra hội, đó là nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung. Và sau đây là lời tâm sự của nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung với khán giả của VNTV. Dạ, kính chào quý vị khán thính giả của đài VNTV ở San Diego. Dạ. Dạ, thưa quý vị, hôm nay là ngày khai mạc cuộc triển lãm hàng năm của Hội Việt ảnh với 100 tác phẩm dự treo hôm nay. Và đồng thời cũng là ngày mãn khóa của lớp học 2009 và cũng là buổi ra mắt quyển sách ảnh năm 2010, cũng như một quyển cẩm nang của bác sĩ Thái Minh Trung và nhiếp ảnh gia Lại Hữu Đức đã biên soạn và cũng ra mắt ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hội Việt ảnh chúng tôi đã sinh hoạt tại Orange County này trên dưới 10 năm và hàng năm đều có những cái sinh hoạt mở lớp học thường xuyên, đồng thời cũng có những cuộc triển lãm để cống hiến cho tất cả quý vị đồng hương trong 3 ngày Tết. Chúng tôi cũng đã ra mắt những bản tin đặc sang, sách ảnh, tất cả những cái gì chúng tôi mong muốn làm là để lại cho thế hệ mai sau và bảo tồn và phát huy văn hóa của người Việt của mình tại hải ngoại. Hôm nay chúng tôi cũng rất là được hân hạnh được đài VNTV San Diego đã lên đến đây để làm một cuộc phỏng vấn này. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các phóng viên. Thưa quý vị, chúng tôi đang gặp gỡ bác sĩ Thái Minh Trung, là vị hội trưởng của Hội Việt ảnh nghệ thuật ngày hôm nay. Và bác sĩ Thái Minh Trung sẽ chia sẻ với chúng ta những sinh hoạt của hội. Chào quý vị khán thính giả của đài VNTV. Hiện thời thì hội của chúng tôi có rất đông những người Việt ở Orange County và cũng có vài người ở San Diego, như là anh Truyền là phó hội trưởng đã lái từ San Diego đến đây sinh hoạt với chúng tôi. Thì hàng năm chúng tôi tổ chức hai buổi dạy học là khóa 1 và khóa 2. Những khóa học rất là vui, quý vị sẽ học được hai phần. Phần thứ nhất là cách sử dụng máy ảnh và sau đó là cách chụp hình sao cho nó đẹp, được thành một những biến được những tấm hình mình thành những tấm hình nghệ thuật để triển lãm sau khi cuối khóa. Thưa quý vị, bên cạnh Vân Anh là nhiếp ảnh gia Hồ Đăng, anh cũng đã sinh hoạt trong Hội Việt ảnh và anh sẽ chia sẻ với chúng ta những kinh nghiệm cũng như tâm sự của anh. Thưa anh Hồ Đăng, anh đã sinh hoạt trong Hội Việt ảnh được bao lâu và anh sinh hoạt trong hội trong cái lĩnh vực nào thưa anh? Dạ thưa đài VNTV, Hồ Đăng có thể nói là sinh hoạt với Hội Việt ảnh ngay những bước đầu tiên. Trước đây khoảng chừng 10 năm thì khi anh Phí Văn Trung ảnh có một cái ao ước là anh đóng góp cái khả năng nhiếp ảnh của ảnh cũng như giờ giấc của ảnh cho cái nhiếp ảnh Việt Nam tại hải ngoại, thì ảnh có tâm sự Hồ Đăng và ảnh nhờ Hồ Đăng trở thành một trong những người giảng viên của Hội Việt ảnh. Thì Hồ Đăng đã nhận lời với anh Phí Văn Trung trong cái công tác là một giảng viên của hội. Trong cái vai trò một giảng viên của Hội Việt ảnh thì Hồ Đăng chọn cái phạm vi thu gọn lại, đó là cái phạm vi ảnh nghệ thuật trong phóng sự. Thì bởi vì Hội đang nghĩ rằng cái cộng đồng người Việt Nam hải ngoại là một cái cộng đồng mà phải nói là rất là một sự cấu trúc rất là cá biệt của người Việt mình di tản và ở nhiều nơi khác nhau. Thật ra cái nhu cầu chúng ta cần những người nhiếp ảnh để ghi lại những cái sinh hoạt của người Việt rất là nhiều, mà cái đáp ứng thì không đủ. Thành thử ra Hội Đăng mới đề nghị anh Phí Văn Trung là để Hội Đăng phụ trách ở trong cái phần mà ảnh phóng sự, để chúng ta hy vọng rằng những người bạn ảnh, những người mê ảnh nghệ thuật sẽ dùng cái sự hiểu biết
ảnh của mình để đóng góp vào trong cái việc ghi lại những cái sinh hoạt của người Việt tại hải ngoại. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hồ Đăng. Thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là bức ảnh của anh Hồ Đăng. Anh có thể nói thêm về bức ảnh này của anh được không anh? Thì cũng tương tự là trong cái chiều hướng là một người nghiêng về phóng sự, thì đa số những ảnh của Hồ Đăng là không là những tấm ảnh mà đã được chuẩn bị trước. Khi Hồ Đăng đi, lúc nào Hồ Đăng cũng có máy sẵn, và khi Hồ Đăng bất chợt cảm xúc ở trên một khía cạnh nào đó thì Hồ Đăng dừng lại và Hồ Đăng cứ tạm gọi là cố tạo ra một tác phẩm cho chính mình. Một trong những cái tác phẩm mà hội đã được giải, đây là những cái tác phẩm thứ nhất được giải nhất của anh Lưu Văn Dũng, và cái tác phẩm thứ nhì là của anh Nguyễn Thái Truyền, và cái tác phẩm thứ ba mà đây là Kiệt muốn giới thiệu là tác phẩm của Kiệt. Cái bức hình này thì Kiệt chụp ở bên Boston nhân cái ngày mùa hè của năm 2009. Dạ, kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Em tên là Hoàng Nguyễn, em là model của Hội Việt Ảnh. Hôm nay em tới để tham dự lễ bế giảng của lớp. Em cảm thấy rất là vui. Dạ, em tên là Thương Nguyễn, em là một model trong hội nhiếp ảnh, hội Việt Ảnh. Thì thỉnh thoảng em có hay giúp tham gia mấy cái hoạt động chụp ảnh ở ngoài trời, thì em cảm thấy rất là vui. Và nhân đây hôm nay em xin đi dự lễ bế mãn kết thúc khóa học. Em xin gửi lời cảm ơn là đã tạo cơ hội điều kiện cho em được có tham gia một hoạt động rất là vui vẻ. Cảm ơn. Thưa quý vị, và ngày hôm nay VNTV cũng gặp gỡ với chị Lan Nguyễn. Chị cũng là khán giả của VNTV của chúng ta tại San Diego, và chị cũng tham gia trong buổi lễ mãn khóa của Hội Việt Ảnh Nghệ Thuật ngày hôm nay. Chị Lan tham dự ngày hôm nay có bạn mời, hay là tại sao chị Lan biết tới hội và chị Lan cảm thấy vui không trong ngày lễ bế giảng ngày hôm nay? Dạ, tôi tên là Lan Nguyễn, và xin kính chào quý vị khán giả của VNTV San Diego. Tôi là hay xem đài này lắm. Chúng tôi hôm nay có người bạn trưng bày ảnh đây, thành ra tôi được mời lên tham dự. Tôi thích sinh hoạt rất vui, tổ chức rất là vui và các bức hình rất là đẹp. Chị Lan có thường coi VNTV của chúng ta tại San Diego không chị? Tôi coi rất thường và tôi rất thích các sứ ngôn viên của đài.